Ọp, ọp, ọp. Tôi là Ad nè. Ọp, ọp. Chúng tôi sống ở đầm lầy, nơi ẩm ướt. Sở dĩ mà chúng tôi thích ở nơi ẩm ướt là vì tụi tôi cần giữ cho làn da luôn được ẩm ướt. Đây là lý do vì sao tụi tôi lấy không khí từ nước. Bởi vì ở đầm lầy thì có rất nhiều nước mà. Lời ếch chúng tôi là động vật lưỡng cư, có nghĩa là chúng tôi sống cả trên cạn và dưới nước luôn. Sống dưới nước nên chắc chắn là tụi tôi thích bơi lội rồi. Thỉnh thoảng chúng tôi lột da, điều này giúp cho da chúng tôi được khỏe mạnh. Và sau đó chúng tôi ăn luôn nó. Ngon lắm. Nhưng hầu hết loài ếch thích ăn côn trùng, sâu bọ hơn. Rất là ngon. Bạn thấy tôi bắt rồi đó, tài tình chưa? Sở dĩ làm được điều đó là do tôi có chiếc lưỡi kỳ diệu này nè. Nó rất dài và rất dính bạn à. Loài ếch chúng tôi không có răng, nên thức ăn là những con vật có kích thước vừa phải như sâu bọ, côn trùng. Khi ăn, chúng tôi nuốt cả con mồi vào bụng luôn. Đến mùa sinh sản, chúng tôi sẽ bơi xuống nước và đẻ trứng trong các hốc đá hoặc các vạt lá cây dưới nước. Ếch con nở ra từ trứng. Những cái trứng này được gọi là trứng ếch. Trứng sẽ nở ra nòng nọc. Nòng nọc trông giống như con cá vậy đó. Những con nòng nọc sẽ bắt đầu mọc tay, chân. Và sau đó, chúng phát triển lớn lên thành ếch. Và đây là sơ đồ chu trình phát triển của loài ếch chúng tôi. Có rất nhiều loài ếch và sống khắp nơi trên trái đất. Đây là ếch ương, sống ở châu Phi nè. Và đây là ếch mắt đỏ. Và đây là ếch có nọc độc. Đặc điểm nhận dạng là có rất nhiều màu tươi sáng, thật đẹp nhưng độc lắm đấy. Bạn cẩn thận, coi chừng dính nọc của chúng nhé. Và thậm chí còn có ếch có màu bắc cực nữa. Có thể bị đóng thành băng ấy chứ. Oh yeah, chúng tôi còn có thể nhảy lên rất cao đó nha. Chúng tôi là một trong những loài nhảy cao nhất thế giới đó bạn. Đó chính là tôi. Tôi là ếch. Up, up. Up, up. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của các bạn nhỏ một tí nhé. Câu 1. Ếch tôi sống ở đâu vậy bạn? A. Trong đầm lầy, nơi ẩm ướt. B. Nơi khô ráo, khô cằn. Da của tôi cần sự ẩm ướt để hô hấp, nên chúng tôi phải chọn nơi ẩm ướt, có hơi nước cho da luôn được ẩm ướt, để da thở dễ dàng. Vậy thì câu A là câu trả lời đúng rồi hen bạn. Up, up. Câu 2. Đố bạn nha, ếch ăn gì nè? A. Côn trùng, sâu bọ. B. Uống nước thôi, không ăn gì hết đâu. Ý, nếu chỉ uống nước không thôi thì bọn tôi không sống nổi đâu. Các bạn nhỏ cũng phải ăn cơm thì mới sống và lớn lên mạnh khỏe được mà, đúng không? Còn ếch tôi thì ăn sâu bọ, côn trùng, ngon lắm đó. Câu trả lời đúng là câu A hen. Câu 3. Đến mùa sinh sản, đố bạn biết ếch đẻ con hay đẻ trứng nè? A. Dễ ợt, ếch đẻ ra con. B. Ếch đẻ trứng chứ. Bạn nào trả lời ếch đẻ con là sai rồi nha. Ếch đẻ trứng thôi. Sau đó trứng ếch sẽ nở ra nòng nọc, tức là ếch con đó bạn. Vậy câu B là câu trả lời đúng nha. Câu 4. Những con ếch có màu sắc rực rỡ, xinh đẹp, thường là những con ếch rất hiền lành
vô hại, đúng không nè bạn? A, à, sai rồi, chúng rất độc đó, cẩn thận, tránh xa chúng ra thôi. B, đúng rồi, đẹp thì dĩ nhiên là hiền lành rồi. Ồ, cẩn thận nha các bạn nhỏ. Ếch nào mà xinh đẹp, có màu sắc rực rỡ là ếch độc đấy. Nọc của chúng có thể làm bạn bị thương đó. Nguy hiểm lắm, tránh xa ra nha bạn. Câu 5, ếch tụi tôi có biết nhảy cao không ta? A, biết chứ, ếch nhảy được cao lắm à nha. B, không biết đâu. À, đừng khi dễ nha. Ếch rất tự hào vì là một trong những loài nhảy cao nhất đó nha. Bạn chọn câu A thôi nào. Đó là cách chào của loài voi đó bạn. Xin chào, cho phép mình tự giới thiệu nha. Mình là voi con châu Á, nên dĩ nhiên mình sống trong các khu rừng ở châu Á.